Chào cả nhà, sáng thứ ba em lên nhẹ vài chiếc đồng hồ, nhanh thôi. Đây là một em 6 kim, một cái thương hiệu Obel của Nhật và nó là kiểu Panda nha. Con Panda này là hình như là à rồi. Nãy nhìn sơ sơ cứ tưởng là kim giả chứ. Ok, hết hồn. Như vậy là các cái chức năng đều hoạt động tốt. Con này là toàn bộ là thép, thép đúc luôn nè, on stainless steel nè. Dây còn dài, đầu kim nè, kim và các cái cọc số có dạ quang nè, dạ quang ở cái đầu phần cọc số và cái dấu chấm đây nè. Chiếc này thì nói chung chắc size có 40, 39 nè cả nhà. 39 thì lên tay thì cũng khá là dễ chịu. Rồi, ok. Chiếc này cũng đơn giản thôi, để cho mấy anh em giá là 608 đây. Niền con này niền không có xây được nha. Obel có cái logo hình sấm sét gì đây nè, Chronograph. Rồi một chiếc. Chiếc thứ hai là chất lượng hơn nhiều nè. Con này là dây thép đúc và khóa cũng là nói chung là nguyên zin toàn bộ. Gate Steel, đây là một cái thương hiệu của Mỹ. Thương hiệu này nó cũng khá quen thuộc. Nếu mà mấy anh em có người nhà là ở bên Mỹ á, thì chắc sẽ hay gửi những cái hàng của thương hiệu này về nè. Gate, Michael Kors, rồi Anne Klein, rồi vậy. Cost nữa, rất là nhiều. Japan Movement vẫn là con này cũng thép đúc nha, nhưng mà con này đẹp hơn con kia. Thiết kế thì nó cũng cũng có phần giống giống nè. Con này thì ba mắt dưới, con này thì hai cái vòng tròn ở trên, nhưng mà con này cái cọc số nè, cọc số nó nhìn nó đẹp hơn và cái màu nó cũng đẹp hơn luôn. Màu là màu kiểu màu màu nâu cà phê mà nó bắt đầu là nó nhạt vào phía bên trong tâm nè, hay á. Cái điều con này á, thì nó là 6 kim nhưng mà chỉ có một núm thôi, cho nên nó là không phải thể hiện kim chrono mà là nó là ngày thứ tháng. Con này núm sấy là con này kháng nước tốt nha. Con này anh em bao đêm xài nước tắm rồi là ok, bao tắm luôn, nhưng mà không có ngâm bồn bồn tắm nha, tắm vòi sen rồi vậy thì ok, con này vẫn chơi được. Xe nè, vậy là xe vặn xuống, vặn xuống là nó nhảy nè. Đây chắc là 23 đúng không ta? 21. Rồi ok. Bên này thứ hai nè, thứ ba nè, thứ ba là thứ đầy nè, đúng rồi. Rồi. Con này chắc cũng bằng size con kia nhưng mà màu con này nhìn có vẻ đẹp hơn nè. Nó thiết bắt sáng hơn. Chắc bằng size. Rồi 38 nè. Ok. 38 với 39 nè, nhìn thì cũng cũng không khác gì nhau mấy. Rồi con này con kia 608, con này là 750 đây. Đây nè, nay sale chiếc này luôn, Giorgio Armani 6 kim. Con này thì độ mới rất cao nha, dây mới kiên luôn nè.
còn còn cái tát nè. Ừ. Nói chung con này thì chắc cũng như mới luôn á anh em. Đấy. Rồi, nói chung là đẹp. Mặt xanh nha. Mặt xanh nè, bộ kim kiếm kiểu như mấy dòng Seiko Premier. Bộ kim kiếm rất là sắc bén, đẹp. Rồi. Chỉnh lịch luôn. Rồi, ok. Cái cây kim dài này là kim dây của bộ đồng hồ chính nè. Còn cây kim góc 6 giờ sẽ là kim dây của bộ Chrono. Mình bấm thì nó mới chạy. Ô, con này size 42.5 luôn. Ô. Nhìn cũng không to bao nhiêu, một cái 39, cái 42.5. Rồi, ok. Con này độ mới rất là cao nha, gần như là mới luôn á nè. Con này em để là 1050. Rồi, Goyo Adventure, mặt màu xanh cũng rất là đẹp nè. Mới keng xà beng luôn à. Không có gì để chê, 99,9% luôn nè. Lâu lâu có mấy em hàng mới mới về phục vụ mấy anh em khó tính. À, ở đây có một chiếc hàng nội địa nè. À, con này là made in Japan nè. Và đặc biệt là cái núm ở góc 4 giờ cũng khá là hay. Con này là nhìn nhìn là mình biết cái kiểu là kiểu quân đội ha. À, cứ cứ mà cọc số học trò. Rồi sau đó là nó có những cái số nhỏ bên trong là 13 tới 24 nè, 1, 12. Rồi số nhỏ là 13 tới 24. Đó là một cái kiểu của số của dòng quân đội. 10 ông thì đó, 9 ông hãng sử dụng các cái dòng số hoặc học trò quân đội là theo thiết kế cái kiểu này. Còn cái số 60 này giống như kiểu giống như kiểu để mình tính dây thôi. Ở đây nó có logo con đại bàng tung cánh của cái hãng này. Hãng gì đây nè. Made in Japan nha, hàng nội địa nha. Crab by Kentech gì đây. Đúng chứ, má ông khắc cái lá cờ nước Nhật lên luôn nè. Má. Sợ ta không biết Japan là Nhật hay sao á trời. Ở đây cái tên chắc tên hãng gì đây nè, Japan Aerial Defense Force. À rồi ok. Japan Aerial Defense Force có nghĩa là quân đội. Force là giống như quân đội. Không quân. Như vậy là E Phật. À đúng rồi, E Phật là không quân. Rồi, như vậy là cái hãng này chuyên sản xuất đồng hồ cho không quân Nhật. Rồi, vậy đó. Rồi, có một lịch thứ nè. À, lịch ngày nè. À, rồi, ok. Con này size của nó chắc cỡ 40 rồi ta. 39, 40. Ồ, 38 luôn nè. Nói chung dễ lên tay á, tính ra 38.5 thì cũng cỡ ngang con Guess này. Đó. Rồi đẹp á anh em. Con này em đã lên một sợi dây dù màu xanh nè. Đó, hợp với lại cái đồng hồ luôn. Rồi, chiếc này là 800k nha. Ok. Sáng nay em lên 4 chiếc như vậy đi. Rồi ba anh em.